cái nguyện vọng học tập của mình, bây giờ họ ra làm ách tắc mình đi không được thì mình cũng vào cái tình hình hoàn cảnh như thế thì mình cũng nên dừng. Con cũng mong muốn khi mình đi ra đường hay cái gì thì mọi người đừng có tập trung như thế để làm ảnh hưởng, để buộc mình để không học được nữa. Cái việc tu tập nó phải gắn liền với việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chính vì đó, ông Thích Minh Tuệ đã nhận thức ra và đã tự nguyện dừng việc bộ hành của mình. Và cùng với sự giúp đỡ của cơ quan công an, thì ông Thích Minh Tuệ đã được làm căn cước công dân. Và đây là cơ sở pháp lý quan trọng để chính quyền bảo hộ cái quyền công dân, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của ông Thích Minh Tuệ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, trên các trang mạng xã hội rầm rộ đưa tin về một cá nhân lấy tên Thích Minh Tuệ, đầu trần chân đất, khất thực dọc theo các tuyến đường từ Bắc vào Nam, thực hiện việc tu tập theo con đường khổ hạnh. Sự việc bị thổi phồng khi nhiều người quay hình livestream đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội, biến ông trở thành một hiện tượng mạng. Không chỉ dừng lại ở đó, các tổ chức phần tử phản động tiêu cực đã lợi dụng sự việc này đăng các thông tin sai sự thật nhằm xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo tín ngưỡng. Tu khổ hạnh mới là chính pháp, sư Thích Minh Tuệ bị ép phải tự nguyện dừng việc tu tập. Sư Thích Minh Tuệ dừng việc khất thực, nhà nước che giấu điều gì? Vì sao nhà cầm quyền sợ sư Thích Minh Tuệ? Công an Việt Nam chịu trách nhiệm cho câu hỏi sư Thích Minh Tuệ ở đâu, vân vân. Đây là những bài viết, những thông tin được lan truyền trên rất nhiều trang mạng xã hội thời gian vừa qua. Không chỉ dừng lại ở việc cố tình cắt ghép, đăng tải những thông tin mang tính chất so sánh phiến diện nhằm chỉ trích, chia rẽ khối đoàn kết tôn giáo khi ông Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng việc khất thực qua các địa phương, các tổ chức, từ phần tử phản động liên tiếp công kích xuyên tạc rằng việc ông Thích Minh Tuệ dừng khất thực là do bị trấn áp, xuyên tạc chính quyền đang vùi dập một người chân tu chân chính, áp đặt người dân không được sống đúng với tín ngưỡng tự do tôn giáo. Từ đó, các tổ chức này kêu gọi người dân lên tiếng phản đối chính quyền, cổ suý người dân tiếp tục xuống đường khai phóng, đi theo Thích Minh Tuệ để đi tìm thế giới của riêng mình. Thì các cơ quan chức năng của nhà nước cũng đã có những thông tin làm rõ lên về sự việc ông Thích Minh Tuệ. Và các cơ quan chức năng cũng như các ủy chính quyền các địa phương có liên quan đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với ông Thích Minh Tuệ. Qua đó phân tích rõ, nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người, tôn trọng quyền hành trì tu tập của cá nhân ông Thích Minh Tuệ. Tuy nhiên, cái việc tu tập nó phải gắn liền với việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chính vì đó, ông Thích Minh Tuệ đã nhận thức ra và đã tự nguyện dừng việc bộ hành của mình. Và cùng với sự giúp đỡ của cơ quan công an, thì ông Thích Minh Tuệ đã được làm căn cước công dân. Và đây là cơ sở pháp lý quan trọng để chính quyền bảo hộ cái quyền công dân, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của ông Thích Minh Tuệ. Trên thực tế, bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2023, ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, quê ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã tự tu, thực hành hạnh nguyện khất thực và 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Lê Anh Tú diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Chính quyền các địa phương cũng luôn tạo điều kiện để ông bộ hành theo ý nguyện, chưa từng có bất kỳ hành động hay quyết định hành chính nào gây khó khăn cản trở. Việc ông dừng việc khất thực hoàn toàn là ý nguyện cá nhân, xuất phát từ chính những phiền toái, rắc rối mà cộng đồng mạng và đám đông hiếu kỳ mang lại, mà một nhà tu hành như ông không hề mong muốn. Việc ông Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng việc khất thực không chỉ là cách để ông tìm lại không gian bình yên, an lành, tập trung cho việc tu tập của mình, mà còn là một hành động có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Cái nguyện vọng học tập của mình, bây giờ họ ra làm ách tắc mình đi không được thì mình cũng vào cái tình hình hoàn cảnh như thế thì mình cũng nên dừng. Con cũng mong muốn khi mình đi ra đường hay cái gì thì mọi người đừng có tập trung như thế để làm ảnh hưởng, để buộc mình để không học được nữa. Có thể khẳng định từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước ta luôn thực hiện nhất quán đường lối, chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền theo và không theo tôn giáo của người dân, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật. Sự quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện cho nhân dân được sinh hoạt tín ngưỡng theo mong muốn, nguyện vọng đã được chính cộng đồng tôn giáo ghi nhận và đánh giá cao. Rất là thoải mái, tự do.
không có ai cấm cản, mà kể cả bên chính quyền của phường người ta cũng rất là hoan hỷ, tạo mọi điều kiện cho các bà Phật tử cũng như Phật tử thập hương gần xa khi về đây. Nói chung là rất hoan hỷ, các bà tuổi này rồi các bà thấy nó thoải mái, quá thoải mái. Các thế lực thù địch luôn luôn lợi dụng vấn đề tín ngưỡng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, các tín đồ, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tôn giáo cũng như quần chúng nhân dân, chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác, nhận thức rõ phương thức, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tín ngưỡng tôn giáo để xâm hại, để làm phương hại đến vấn đề an ninh quốc gia cũng như an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Các chức sắc, chức việc tôn giáo có trách nhiệm hướng dẫn tín đồ Phật tử cùng với cấp ủy chính quyền, hướng dẫn quần chúng nhân dân, quan tâm tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân cũng như tín đồ các tôn giáo được thực hiện, được thực hành các nghi lễ tôn giáo theo đúng quy định của giáo lý giáo luật và đảm bảo quy định của pháp luật nhằm một mục đích tốt đời, đẹp đạo. Thực tế cho thấy, cứ mỗi khi trong nước có sự kiện chính trị lớn hay các vụ việc nóng thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, thì các thế lực thù địch sẽ lập tức đăng tải các bài viết, các video clip được cắt ghép gian dựng với mục đích xuyên tạc sự việc, làm sai lệch bản chất vấn đề. Từ đó, bôi nhọ và phủ nhận các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Trong đó, tự do tôn giáo là vấn đề mà các phần tử phản động luôn tìm cách chống đối, lợi dụng mọi sơ hở, thậm chí là bịa đặt vu khống để phục vụ cho mưu đồ đen tối của mình. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác, tìm hiểu thông tin đa chiều, xác minh, đối chứng từ nhiều nguồn, từ đó có sự sàng lọc và lựa chọn thông tin chính xác, chuẩn xác. Hành động này cũng chính là cách để mỗi người dân thể hiện trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, xã hội và đất nước.